bây giờ là phần thi về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang sở hữu lần lượt là 75, 145, 150 và 205 điểm. Căn cứ vào số điểm này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Hoàng Phước. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Xin mời Hoàng Phước. Hoàng Phước đã tiến lên với một khuôn mặt rất tự tin và mang một mảnh giấy rất to. Và chúc bạn thành công với lựa chọn của mình, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Dạ, em chọn 3 câu 20. 3 câu 20 điểm dành cho Hoàng Phước. Câu hỏi đầu tiên sẽ có nội dung như sau. Loại phenol tự nhiên nào có công thức hóa học là C15H14O6, có tác dụng chống oxy hóa làm chậm quá trình lão hóa? Rhenon. Cucumin. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu của Trọng Tuệ. Câu trả lời của em là collagen. Collagen. Nhưng đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này bạn phải để ý đến công thức hóa học, và đó là catechin. Catechin là một loại chất chống oxy hóa có hàm lượng lớn nhất trong lá trà xanh. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 như sau. Thương thần như con ngựa già còn ham rong ruổi, xem thần như cây thông, qua năm rét càng dạn tuyết xương, là những lời của nhân vật nào thể hiện sự cảm kích khi được vua Lê Thái Tông mời ra giúp nước? Nguyễn Trãi. Nguyễn Du. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Em nghĩ là Nguyễn Trãi. Đây là nhân vật được UNESCO vinh danh. Nguyễn Trãi ạ. Xin chúc mừng bạn Ngọc Thuận. Hoàng Phước hãy bình tĩnh, bây giờ bạn còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Năm 1822, Augustin Fresnel đã phát triển một loại thấu kính đặc biệt từ thấu kính lồi thông thường. Ông giảm bớt vật liệu để làm thấu kính trở nên mỏng nhẹ, nhưng vẫn đảm bảo có thể tạo ra chùm sáng song song với độ sáng lớn khi đặt nguồn sáng tại tiêu điểm. Nhờ đặc điểm này mà thiết kế của Fresnel sau đó đã được phổ biến rộng rãi trong một ứng dụng của ngành hàng hải. Đó là ứng dụng gì? Hải đăng. Hải đăng. Một câu hỏi có vẻ như vào trúng tủ của bạn thì phải. Đáp án chính xác là hải đăng hay đèn biển, đúng vậy. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Hoàng Phước rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí nghỉ ngơi. Trường Thịnh, em đang đăm chiêu gì vậy? Sẵn sàng thi chưa nào? Dạ rồi ạ. Mời em. Trường Thịnh sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào ạ? Dạ, em xin lựa chọn 3 câu 20 điểm ạ. 3 câu 20 điểm dành cho Trường Thịnh, chúc bạn thành công. Đầu đời Lê Hiển Tông có nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra quanh kinh thành Thăng Long. Triều đình cất quân đánh dẹp, nhiều trai tráng phải từ giã người thân ra trận. Đặng Trần Côn cảm động trước nỗi khổ đau mất mát của con người nên đã viết ra tác phẩm nào? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Và đó là Hoàng Phước, mời bạn. Câu trả lời của em là Chinh Phụ Ngâm Khúc. Một kiệt tác văn học của Việt Nam được viết bằng chữ Hán. Chinh Phụ Ngâm Khúc. Xin chúc mừng Hoàng Phước. Trường Thịnh hãy bình tĩnh, bây giờ bạn sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo. Em xin lựa chọn Ngôi Sao Hy Vọng. Ngôi Sao Hy Vọng dành cho Trường Thịnh, chúc bạn may mắn và thành công.
nền kinh tế Hoa Kỳ có thể hưởng lợi tới 6 tỷ đô la Mỹ bởi các hoạt động kinh tế phát sinh từ hiện tượng thiên văn nào xảy ra vào tháng 4 năm 2024? Nhật thực. Vâng, ước tính có đến 5 triệu người thực hiện các chuyến đi tới các địa điểm để ngắm hiện tượng này. Các sân vận động, công viên, nhà hàng, ngoài trời đều chật ních người muốn chứng kiến tận mắt hiện tượng này. Và thậm chí có cả những chuyến bay đặc biệt dành cho những người muốn chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực hay nhật thực toàn phần được diễn ra vào tháng 4 năm 2024. Bạn đã lấy lại phong độ của mình. Còn một câu hỏi nữa. Chúc bạn hoàn thành câu hỏi thật tốt. Câu hỏi như sau. Tên gọi của bào quan peroxisome bắt nguồn từ việc nó có chứa enzyme phân giải hợp chất hóa học nào? Glycogen. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Bạn Tuệ. Câu trả lời của em là H2O2 hay oxy giả? Đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng Trọng Tuệ. Và Trương Thịnh cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi, em có thể về vị trí. Và những lời cổ vũ rất lớn vừa rồi cũng thay cho lời của chúng tôi muốn cổ vũ bạn hãy bình tĩnh và tự tin đến với những câu hỏi trong phần thi về đích này. Xin mời Trọng Tuệ. Và Trọng Tuệ hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Lựa chọn của em là 20, 30 và 20 ạ. 20, 30 và 20, rất rõ ràng rồi. Và chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm như sau. Hai nhóm đất nào chiếm khoảng 60% diện tích tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long, phân bố tập trung ở một số khu vực như Đồng Tháp 10, Hà Tiên, vùng trũng ở Cà Mau, ven Biển Đông và Vịnh Thái Lan? Câu trả lời của em là đất phèn và đất thuộc xạ. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời Trường Thịnh. Câu trả lời của em là đất phù sa và đất ferrolite ạ. Đất phù sa và đất ferrolite. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là đất phèn và đất mặn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu này thì bạn cần tập trung hơn một chút vì nó có giá trị cao hơn 30 điểm. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Have you noticed that the online community are big on making and sharing these pictures and videos? Totally. You mean these quick entertaining photos and clips called memes, right? Yeah, exactly. They're like this inside joke that spreads like wildfire. For instance, there's this one where a cat pushes a glass off a table. Classic. In our conversation, we mentioned a word to describe these short, funny photos and videos. What is it? Câu trả lời của em là meme. Khi công bố kết quả thì bạn hãy thử thực hiện một cái meme với khuôn mặt của bạn được không? Khi người ta nói Trọng Tuệ được 30 điểm. Chúc mừng Trọng Tuệ! Rất là dễ thương. Một chút thông tin về cái từ này, bạn có thể chia sẻ với mọi người về cái từ meme mà giới trẻ chúng ta vẫn hay gọi là meme được không? Theo em hiểu thì đây là những cái bức ảnh buồn cười để có những cái trò đùa mà một số bộ phận đứa trẻ hiểu ạ. Ví dụ như là vừa nãy lúc chị công bố em được 30 điểm ạ.
Vâng, đó chính là meme đúng không ạ? Rất là xuất sắc. Trước khi đến với câu hỏi cuối cùng thì em muốn hỏi cổ động viên của em là mọi người nghĩ là em có nên chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em có sao ạ? Có sao? Tôi chúc bạn thành công và giành được điểm số cao ở câu hỏi thứ ba này với ngôi sao hy vọng. Phan Huy Chú trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí đã mô tả danh thắng nào là cảnh thiên nhiên như có quỷ thần tạc ra, rất lạ và khéo, là động đẹp thứ nhất ở miền Nam Hải? Trả lời của em là Động Hưng Tích ạ. Gương mặt của bạn đang rất quả quyết. Nó khác hẳn so với cái meme bạn vừa được tạo ra trên sóng truyền hình. Nếu như đây là một câu trả lời sai thì khuôn mặt của meme này sẽ như thế nào ạ? Em nghĩ là em sẽ khóc rất to và kiểu... Tôi vừa muốn bạn tạo ra cái meme đó để các bạn trong lớp bạn dùng thôi. Bởi vì câu trả lời vừa rồi chính xác rồi. Chúc mừng gặp về, bạn đã vươn lên dẫn đầu với số điểm 230. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Trọng Tuệ rồi. Bạn đã có một phần thi về đích tuyệt vời. Hy vọng rằng chúng tôi cũng thấy một Ngọc Thuận bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt phần thi này. Xin mời bạn. Và Ngọc Thuận, hãy thật thoải mái và cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Vì không có gì để mất nên em xin được lựa chọn 3 câu 30 ạ. 3 câu 30 điểm dành cho Ngọc Thuận. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Đồng hồ trong ô tô chỉ số km đã đi là 187.569. Số này có tất cả các chữ số tạo thành khác nhau, không có chữ số nào lặp lại. Hỏi đi thêm ít nhất bao nhiêu km nữa thì đồng hồ lại chỉ một số có đặc điểm như số trên. Xin mời các thí sinh khác ạ. Lại là em Ưu Tuệ. Mời em. Vâng, em chào chị, em lại quay trở lại dưới đây ạ. Câu trả lời của em là 23. 23. Bạn có cái phương pháp tính gì không ạ? Em nhận thấy là số này là 187569. Để mà số này không lặp lại thì ít nhất là cái chữ số hàng chục của nó là 9. Và... ôi trời ơi, em tính sai rồi. Giữ nguyên 4 chữ số đầu 1875 đúng không ạ? Hàng chục phải là 9. Vì là đi số km ít nhất nên chữ số hàng đơn vị đương nhiên là số nhỏ nhất là bằng 0. Vậy thì ta được là 187590 trừ 187569 bằng 21 ạ. Có một chút đáng tiếc nhưng mà chúng ta còn hai câu hỏi phía trước nên là chúc các bạn thực sự bình tĩnh và chỉ tập trung vào nội dung câu hỏi mà thôi. Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội xác định 4 vùng động lực quốc gia trên cơ sở các vùng kinh tế trọng điểm gồm vùng động lực phía Bắc, vùng động lực phía Nam, vùng động lực miền Trung và vùng động lực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời xác định 4 cực tăng trưởng tương ứng của mỗi vùng. Bạn hãy cho biết 4 cực tăng trưởng này là các thành phố nào? Câu trả lời của em là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Rất tiếc, Ngọc Thuận đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Đáp án Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ là đáp án chính xác. Sự sáng suốt của Ngọc Thuận đã được thể hiện ở những giây cuối cùng trong phần trả lời. Hy vọng rằng sự sáng suốt này sẽ tiếp tục bền bỉ trong câu hỏi cuối cùng của phần thi bạn. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Có sao? Chúng ta đã có một ngôi sao hy vọng và Ngọc Thuận sẽ có điểm.
Bạn hãy trả lời câu hỏi sau của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Tôi đang có mặt tại khu lưu niệm một nhà văn hóa lớn của nước ta, nằm tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông sinh năm 1741, cuối thời vua Lê Chú Trịnh. Những tác phẩm mà ông để lại có thể kể đến như Ôn Như thi tập khoảng 1.000 bài, Tây Hồ thi tập, Tứ Trai thi tập và một số bài thơ chữ Nôm. Đặc biệt, theo đánh giá của các nhà nghiên cứu văn học, tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của ông đã đạt đến sự hoàn mỹ của sáng tạo thơ ca đương thời. Các bạn hãy cho biết nhà văn hóa mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây có tên là gì? Lê Quý Đôn. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Trọng Tuệ. Câu trả lời của em là Nguyễn Du. Vật này là tác giả của một tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam, Cung Oán Ngâm Khúc, và cũng là một danh nhân tiêu biểu của nền văn học Đại Việt thế kỷ 18. Người chúng tôi muốn nhắc tới là Nguyễn Gia Thiều. Cảm ơn Ngọc Thuận nhiều, đã hoàn thành xong phần thi của mình, bạn đã rất cố gắng và nỗ lực. Hãy cùng nhau tổng kết số điểm của 4 bạn thí sinh. Đến từ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Greenfield, Hưng Yên, bạn Nguyễn Ngọc Thuận với 95 điểm. Bạn Lê Trường Thịnh đến từ trường trung học phổ thông Ninh Châu, Quảng Bình, giành được số điểm 135. Rất hài hước và thông minh là Trọng Tuệ đến từ chuyên Vĩnh Phúc, 200 điểm. Và bạn Hứa Hoàng Phước đến từ trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh giành được số điểm 225.